đã có thêm nhiều địa phương miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long quyết định ngừng đón khách du lịch, đặc biệt là du khách nước ngoài. Tỉnh Quảng Bình cũng quyết định không đón tiếp khách tham quan tại các khu điểm du lịch. Trong thời gian tạm dừng đón khách từ ngày 17 tháng 3, Quảng Bình yêu cầu các đơn vị quản lý khai thác các khu điểm du lịch vệ sinh khử trùng các khu vực đón tiếp, điểm tham quan, bảo đảm các điều kiện đón và phục vụ khách du lịch được an toàn khi mở cửa trở lại. Tương tự, tỉnh Quảng Trị cũng tạm dừng đón khách du lịch tại các điểm di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh từ 7 giờ ngày 18 tháng 3. Tại Quảng Nam, Ban Quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn cũng tạm dừng bán vé tham quan từ 0 giờ ngày 16 tháng 3 đến khi có thông báo lại. Các điểm đến như phố cổ Hội An, rừng dừa Bảy Mẫu, Củ Lao Chàm cũng ngừng đón du khách. Trước đó, Thừa Thiên Huế phát đi văn bản hỏa tốc gửi cơ quan, đơn vị về việc tạm thời không đón khách vào tham quan tại các di tích, bảo tàng, danh lam thắng cảnh từ 17 giờ ngày 14 tháng 3. Tại đồng bằng sông Cửu Long, ba tỉnh Bến Tre, Đồng Tháp và Tiền Giang cũng ban hành văn bản yêu cầu các khu du lịch, cơ sở kinh doanh du lịch tạm ngừng đón tiếp du khách là người nước ngoài. Sau khi Quảng Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh đóng cửa các rạp chiếu phim, Cục Điện ảnh thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, trong tuần tới sẽ xem xét việc đóng cửa tất cả các cụm rạp chiếu trên toàn quốc. Cục Điện ảnh cho biết sẽ theo sát tình hình diễn biến từng ngày. Nếu Hà Nội cấm chỗ tụ tập đông người thì cũng cần phải xem xét chuyện đóng cửa rạp chiếu. Nhưng nhiều khả năng không có việc đóng cửa hoàn toàn các rạp vì hệ thống rạp chiếu không chỉ của nhà nước mà đa phần là tư nhân. Nếu đóng thì có thể sẽ đóng từng tỉnh thành nếu cần thiết. Khảo sát của Cục Điện ảnh tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia cho thấy lượng người xem thưa thớt, có phòng chiếu chỉ có khoảng 10 người xem. Trong khi đó, rạp chiếu là nơi không thoáng khí, sử dụng máy lạnh liên tục và có đông người. Đây cũng là lý do Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Ninh đã đóng cửa rạp chiếu phim. Sau chỉ thị của Thành phố Hồ Chí Minh đóng cửa vũ trường, quán bar, karaoke ở quận 1, phố Tây Bùi Viện vắng lặng, không còn cảnh náo nhiệt. Điều này có thể ảnh hưởng đến các hộ kinh doanh, nhưng đây là hành động thể hiện sự quyết liệt của chính quyền địa phương. Tây Bùi Viện, một địa điểm luôn vui nhộn và đông đúc du khách nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ quán bar, karaoke, nhà hàng tỏ ra khá bối rối, lo lắng khi tiếp nhận quyết định của Ủy ban nhân dân quận 1 về việc tạm ngưng kinh doanh. Có cách nào không bây giờ? Ví dụ như bây giờ mình mở quán ra không gì? Mình không có mở nhạc gì hết. Mình tắt hết nhạc, tắt hết nhạc, mình chỉ mở đèn thắp sáng thôi cho khách ăn thuần tí thôi. Người ta vô ăn uống nhẹ nhàng. Đó, từng ngày ngồi riêng lẻ từng gia đình. Thì mình có thể mình cái đó cũng là một cách mà mình giảm thiệt hại cho cơ sở. Công văn khẩn của Ủy ban nhân dân quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ, rạp chiếu phim, massage, karaoke, quán bar, beer club, vũ trường hoạt động riêng lẻ và các nhà hàng, khách sạn có kinh doanh các loại hình dịch vụ trên địa bàn phải ngưng hoạt động. Dù khá bất ngờ, nhưng nhiều chủ cơ sở kinh doanh đều đồng tình, ủng hộ quyết định của chính quyền. Bây giờ chủ trương ở trên xuống là bắt buộc đóng mà mình phải đóng thôi chứ đặng mình gì cộng đồng mọi người hết. Mình phải đồng tình thôi, tại vì khi người ta quyết định một cái chuyện gì đó là cả một cái đất nước Việt Nam chứ đâu phải là cá nhân được. Phải thống nhất với nhau đi, rồi trường hợp gì đó mà cảm thấy có nó không đúng thì mình lúc đó ý nghĩ sao, trước mắt thì mình cứ chấp hành đi. Ủy ban nhân dân phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 là một trong những đơn vị đầu tiên thành lập các tổ công tác đi đến từng cơ sở kinh doanh để thực hiện công tác vận động tuyên truyền. Đối với những cơ sở không tuân thủ sẽ vẫn tiếp tục vận động và có biện pháp xử lý thích hợp. Ủy ban phường sẽ phối hợp với lại công an, các đoàn thể đi đưa các công dân xuống cho các hộ kinh doanh để người ta biết, người ta thực hiện. Những đơn vị mà không, quán mà không chấp hành thì mình sẽ tiếp tục vận động xử lý. Việc tạm ngưng hoạt động các cơ sở kinh doanh nơi tập trung đông người của Ủy ban nhân dân quận 1 có thể ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh và dịch vụ du lịch. Tuy nhiên đây là chủ trương hết sức đúng đắn. Hiện đang là thời điểm thu hoạch nhiều loại hải sản. Mặc dù tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nhiều giải pháp, tuy nhiên về lâu dài cần nâng cao năng lực chuỗi liên kết nuôi trồng, chế biến và tiêu thụ nông sản. Gia đình ông Nguyễn Văn Cường, thôn 4, xã Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên có 6 hectare nuôi hà treo và hàu. Dù đã bước vào chính vụ, nhưng gia đình chỉ thu hoạch cầm chừng vì đầu ra gặp khó khăn. Nói chung ai cũng thế thôi, bây giờ tương lai vãi hải, có người nào dám thu được, nó chậm hẳn. Trước thương lái nó buôn nó đến tận nhà nó mua. Năm ngoái trồng này thu được khoảng 200 triệu, nhưng mà năm nay chỉ thu được 70-80 triệu.
Hoàng Tân là một trong những xã có diện tích nuôi trồng lớn nhất thị xã Quảng Yên, với 80% người dân sinh sống bằng nghề nuôi trồng nhuyễn thể. Theo tính toán của đại diện Hội Nông dân xã, dù đã xé lẻ ra bán, nhưng cũng chỉ giải quyết được 1/3 số nhuyễn thể đang vào vụ thu hoạch. Chính quyền cũng đã khuyến cáo bà con tích cực bán lẻ, tiêu thụ bớt sản phẩm, tránh để lâu ngày. Giá thành sản phẩm năm nay cũng thấp nhiều so với mặt bằng mọi năm. Hiện lượng nhuyễn thể tồn đọng tại xã là khoảng 1.000 tấn. Có thể nói là chúng ta cũng phải nhìn nhận lại đa dạng hóa thị trường, trong đó đặc biệt quan tâm thị trường trong nước, thị trường hết sức tiềm năng và lớn. Không chỉ thị xã Quảng Yên, sản lượng nông sản còn tồn đọng của tỉnh Quảng Ninh chủ yếu ở lĩnh vực thủy sản còn rất lớn. Trước thực trạng này, một trong những giải pháp tình thế của tỉnh Quảng Ninh là kêu gọi vận động Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, các doanh nghiệp và người dân tiêu thụ sản phẩm. Cần thiết là phải tăng cường công tác sơ chế, chế biến. Và như vậy, năm qua thì tỉnh hết sức quan tâm công tác phát triển các sản phẩm chương trình ô cốp. Và đây là một chương trình để thúc đẩy cái công tác sơ chế, chế biến. Việc chậm thu hoạch các sản phẩm nhuyễn thể không chỉ thiệt hại về kinh tế hộ gia đình mà còn cả môi trường sống khi thời tiết đang bắt đầu nắng nóng. Do vậy, bên cạnh nỗ lực của ngành chức năng, các hộ nuôi trồng thay vì trông chờ vào các tiểu thương cần chủ động tìm đầu ra các kênh phân phối tiêu thụ hàng hóa tại các chợ truyền thống lớn. Và việc làm lâu dài là nâng cao năng lực chuỗi liên kết nuôi trồng, chế biến và tiêu thụ nông sản sạch. Thưa quý vị, theo thống kê của Tổng cục Thuế, 2 tháng đầu năm nay đã có trên 9.000 hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội phải giải thể, đóng cửa và tạm nghỉ kinh doanh. Tuy nhiên, lĩnh vực kinh doanh online lại phát triển mạnh và trở thành giải pháp cứu cánh cho các cửa hàng, cơ sở kinh doanh, vừa giữ chân khách, tạo thêm việc làm cho những lao động phải nghỉ việc, đồng thời duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây là nội dung đáng chú ý được bài viết Kinh doanh online, cơ hội tăng thêm thu nhập cho lao động thất nghiệp đăng tải trên báo điện tử VOV. Sau khi tìm hiểu và được giới thiệu vào nhóm bán hàng online, chị Trang đã tham gia bán một số mặt hàng thiết yếu như thực phẩm sạch và nhiều mặt hàng gia dụng. Biết nấu nhiều món ăn ngon, chị chế biến sẵn một số món như là cá kho, chả cá và một vài đồ uống. Nhận được phản hồi tích cực của khách hàng, công việc bán hàng online đem lại niềm vui và có thêm thu nhập, phụ giúp gia đình trong thời điểm khó khăn. Trước nhu cầu mua sắm online ngày càng gia tăng của người dân, chị Thành Thu Lương, trưởng nhóm Cháo Mùa Thu và những người bạn đã thiết lập một siêu thị online với nhiều mặt hàng đa dạng, từ lương thực thực phẩm đến các mặt hàng nhu yếu phẩm, gia dụng, mỹ phẩm, thời trang. Chỉ trong một thời gian ngắn, số lượng thành viên tham gia nhóm mua bán trao đổi và kết nối yêu thương đã lên đến 3.000 thành viên. Thay vào đó, các sản phẩm sẽ được ưu đãi và trợ giá vận chuyển khi khách hàng đặt hàng online hoặc đặt hàng qua các trang thương mại điện tử. Bên cạnh đó, nhiều cửa hàng kinh doanh cũng lắp thêm máy thanh toán qua quét mã QR nhằm khuyến khích người tiêu dùng chuyển đổi hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Ngành công thương cũng đã kiến nghị các doanh nghiệp thương mại điện tử, logistics sẵn sàng vào cuộc trong các trường hợp. Theo đó, hệ thống các siêu thị lớn như là Big C, Copmark, Vinmark cũng triển khai mạnh dịch vụ giao hàng tại nhà để hỗ trợ cho khách hàng mua hàng online. Các siêu thị cũng tăng cường số lượng nhân viên giao hàng, áp dụng chế độ giao hàng miễn phí với những đơn hàng từ 200.000 đồng ở khu vực nội thành. Thưa quý vị và các bạn, với hơn 15.000 hectare trồng vải thì vụ vải thiều năm nay, huyện Lục Ngạn của tỉnh Bắc Giang ước tính sản lượng có thể lên đến là 100.000 tấn. Thì huyện Lục Ngạn của tỉnh Bắc Giang cũng đang tiến hành tìm kiếm thị trường mới để giảm thiểu tối đa nguy cơ rủi ro. Trong năm 2020, thì Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã cấp 15 mã vùng trồng vải Lục Ngạn xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Thị trường được xem là khó tính nhưng đem lại giá trị kinh tế cao cho quả vải. 2,5 hectare vải của ông Ngô Văn Nhuần ở vùng trồng vải Tân Sơn, huyện Lục Ngạn là một trong 15 vùng trồng được Cục Bảo vệ Thực vật cấp mã vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản trong năm 2020. Để được xuất khẩu vải sang thị trường khó tính này, gia đình ông Nhuần phải thay đổi hoàn toàn thói quen canh tác tự nhiên sang canh tác theo quy trình Việt Gáp. Đặc biệt, diện tích trồng vải xuất Nhật không được xen canh cây trồng khác, nhà vệ sinh không được xen ghép trong vườn, không chăn thả gia súc, gia cầm, cũng như đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật trong chăm sóc vải. Tôi cũng đã được đi tập huấn mà tôi đã thấy nói là nếu mà đã xuất khẩu được sang bên Nhật này là một thị trường là rất là khó tính mà cũng rất là khó. Nhưng mà nếu mà làm được thì sẽ nâng được cái giá trị của quả vải nên nó sẽ gấp 2 lần đến 3 lần. Theo cái kế hoạch của tỉnh và huyện, Sở Nông nghiệp của tỉnh và Ủy ban huyện có hỗ trợ về thuốc bảo vệ thực vật cũng như là về cái hướng dẫn chăm sóc như là mọi vấn đề sản xuất theo quy trình để đủ cái tiêu chuẩn mà đi Nhật.
thì về cái đơn vị để mà họ thu mua cái sản phẩm này thì họ có đưa ra hai phương án, một là theo một cái giá cố định từ đầu vụ, hai là cái giá mà đến thời điểm thời vụ. Năm 2019, vải Lục Ngạn đã xuất sang 30 quốc gia. Trong năm 2020, Lục Ngạn phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Giang, Cục Bảo vệ Thực vật cấp 15 mã vùng trồng trên diện tích 77 hectare cho 84 hộ gia đình xuất khẩu sang Nhật Bản. Điều này được kỳ vọng sẽ nâng cao thương hiệu và giá trị trái vải Lục Ngạn trên thị trường trong nước và quốc tế. Hiện nay thì đối với 15 cái mã số vùng trồng này thì của Lục Ngạn chúng tôi được cấp ấy thì đã có các cái đơn vị công ty như công ty Tránh Thu, công ty Amay và công ty xuất nhập khẩu toàn cầu đã đứng mã để đại diện và sau này có thể là thu mua các cái sản phẩm ở cái vùng được cấp phép này để chúng ta xuất khẩu thị trường Nhật cũng như là các cái thị trường khác để đảm bảo được cái rõ truy xuất nguồn gốc cũng như là cái chất lượng của sản phẩm để chúng ta xuất khẩu được cái thị trường. Huyện Lục Ngạn có hơn 15.000 hecta trồng vải. Vụ vải thiều năm nay, địa phương này ước tính sản lượng có thể lên tới 100.000 tấn. Với sản lượng vải lớn như năm nay, việc tìm kiếm những thị trường mới thay thế thị trường Trung Quốc đang được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng như địa phương này tính đến. Bên cạnh đó, cũng cần lên phương án chế biến sâu để giảm thiểu tối đa rủi ro trong trường hợp loại nông sản này khó tiêu thụ.